Phải nhỉ? Lâu ngày mà đánh Amumu, xem bây giờ cái này nó thành cái gì vậy? Chưa kêu kha khác, ngày xưa rồi. Biết được cái trường trạng của hào máu quá. Tâm dừng xác định được đấy. Mất e rồi nên để đi quân đi quân đi. Tôi máu kinh khủng ấy. Chơi đầy chim vậy. Con rách gì sao vậy? Ý thì gì vậy? Let's find some friends. Dinh nó dĩa thì thôi mà.
Mua mạng rồi được rồi. Ta bằng đa xua rồi. Cái này là vật thất bại yêu. Chỉ yếu kinh ấy. Con này tốt đấy, là nó chỉ chạy xung quanh thôi, để di chuyển, địch không chạm vào người được đấy. Không, thì không nên cái đấy. Nhưng thì nó sẽ mạnh thật đấy. Ăn gì khá là khổ. Cố gắng lên cái cục máu này. Chơi trong rừng lâu. What kind of friends?
Chó thế. Biết một phần là chết. Come play with me. Công ty nha. Giờ tôi vào đi. Bắt được tôi. Tổng binh à. Some friends. Oh, what's an ally has been slain. Shut down. Let's find some friends. Double kill. An ally has been slain. Okay. Tôi không có vấn đề gì cả. Đang buồn. Where are we going?
Đấy, chạy thua đa xua rồi. Và tay dài. Let's find some friends. An enemy has been slain. Let's find some friends. An ally has been slain.
Đây là cái chữ này. Let's find some friends.
đám. Where are we going? Phụ nè, cũng được. Come play with me. Không thích đánh pháp sư lắm, thì nó dồn đam không hiệu quả lắm. Come play with me. Không phải, khi đánh con to to thì nó đang được người đái. Where are we going?
Chưa mỗi nhỉ. Mạnh đấu thôi anh em. Come play with me. Hello!
rồi nha. Hai bên có cưa nhau à? Tôi đưa nhau về tổng tạo.